Xung đón Trang Liên phải quay lại với năm chính mới, lớp Alum 2 nhận điểm đô minh thấp kỷ lục chưa từng có. Sau những biến cố mà Xung đón Trang Liên gặp phải, nhiều khán giả hy vọng bộ phim tiếp theo lớp Alum 2 do Kim So Hyun đóng chính sẽ thành công và gây báo trên mạng một lần nữa giống phần 1 đã làm được. Chiều ngày 12 tháng 3, lớp Alum 2 Trung báo tình yêu 2 đã được phát hành trọn bộ trên Netflix. Lớp Alum là bộ phim kể về một ứng dụng tình yêu sẽ cho bạn biết có ai đang thích bạn. Ứng dụng có vẻ hữu ích, nhưng nó chính là nguyên nhân gây ra rắc rối giữa Hwang Suno, Song Kang, Lee Hye-jung, Jung Gram và Kim Jojo, Kim Soo-hyun. Họ sẽ phải đương đầu với nó ra sau đây. Những tưởng phần 2 này sẽ giải quyết tất cả thắc mắc và rối ren của phần 1, nhưng nó lại gây ra thất vọng lớn cho khán giả sau hơn 1 năm chờ đợi. Sau bao hỉ nộ ai ố với những khó khăn, cuối cùng Jojo đã quyết định sánh đôi cùng Hye-jung thay vì Suno như những gì khán giả mong chờ. Điều khiến khán giả bức xúc là bởi ở phần 1, biên kịch đã xây dựng mối tình của Jojo Suno đầy mãnh liệt. Suno luôn hết mình vì tình yêu nhưng cuối cùng lại nhận cái kết đầy cay đắng. Phần đông khán giả đều không hài lòng với cái kết của lớp Olim 2. Nhiều người bị sốc vì luôn tin tưởng thuyền Suno Jojo sẽ cập bến, không ngờ biên kịch quay xe gắt hơn cả Penthouse. Tại Trung Quốc, làn sóng phản đối được thể hiện qua hành động chấm điểm cho phim trên diễn đàn Douban. Hiện tại, điểm số của phim là 2.5 với 11.000 lượt đánh giá, trong đó 88% vote 1 sao. Ở Việt Nam, những bình luận chỉ trích biên kịch thương tiếc cho Suno và đòi bỏ xem phim tràn lan trên mạng xã hội dành cho những khán giả tối cổ. Lớp Olim 2 lấy bối cảnh vài năm sau sự kiện của phần 1, khi các nhân vật đã tốt nghiệp và đi làm. Jojo và Hye-jung vẫn gắn bó với nhau và dường như họ còn làm việc chung trong một công ty. Jojo vẫn chưa hoàn toàn yêu Hye-jung, nhưng anh kiên nhẫn chờ đợi và luôn ở bên cô, khiến cô nàng bắt đầu say nắng. Điển hình là trong một cảnh, Hye-jung giơ ứng dụng lớp Olim cho Jojo xem và tuyên bố, điều này có nghĩa là cậu bắt đầu thích tớ. Nhưng khi Jojo còn chưa rung chuông với Hye-jung, tình cũ Suno trở lại. Suno vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời của Jojo, nhưng Jojo có vẻ đã muốn bỏ qua quá khứ. Trong một cảnh, Suno hét lên, cậu vẫn thích tôi, nhưng Jojo bỏ đi. Kể cả khi Suno định hôn cô như hồi còn học cấp 3, Jojo cũng không thấy thoải mái. Kim Jojo rưng rưng nước mắt hỏi, đồ ngốc, cậu không tức giận sao? Và Hye-jung nói, tớ sẵn sàng chờ đợi cậu, bất kể điều gì xảy ra, miễn là tình cảm của cậu chân thành. Đến cuối, Jojo khóc và hỏi một ai đó, cậu có thể nói về tôi, người tôi thích là ai không? Rất đông khán giả vẫn yêu thích Suno và mong biên kịch quay xe vào phút chót. Liên quan đến Kim So-hyun, trước đó netizen xứ Trung cho rằng một số văn hóa truyền thống của Hàn Quốc vốn dĩ là ăn cắp từ Trung Quốc, điển hình như kim chỉ và hàn bốc, thì mới đây, em gái quốc dân Kim So-hyun cũng vừa trở thành nạn nhân bị họ ném đá không thương tiếc. Hàn Quốc vốn là quốc gia cũng đón Tết âm lịch như Việt Nam, do đó vừa qua hàng loạt các nghệ sĩ Hàn cũng đều đăng những lời chúc năm mới lên mạng xã hội. Và trong số đó có cả sự hiện diện của Kim So-hyun. Cụ thể, nữ diễn viên đã đăng lên trang Instagram cá nhân lời chúc nhân dịp Seola Tết Nguyên đán kèm theo bức ảnh mặc hàn bốc. Chúc mừng năm mới cả nhà, chúc mọi người có một cái Tết an lành và ấm áp nhé. Tuy nhiên, bức ảnh được nữ diễn viên đăng lên ngay lập tức nhận về làn sóng phẫn nộ từ netizen Trung. Chúc năm mới Trung Quốc hả, đừng có ăn cắp văn hóa từ nước khác chứ, giống hệt mấy bộ đồ trong phim cổ trang Trung Quốc còn gì. Không chỉ khẳng định đây là trang phục thuộc về Trung Quốc, mà netizen xứ tỷ dân còn buộc tội Kim So-hyun không khác gì kẻ ăn cắp. Tôi là người Trung Quốc đây, bộ đồ đó là trang phục truyền thống của Trung đó mà. Cởi nó ra mau đi, người Hàn toàn là mấy tên trộm thôi, nó không hợp với cô đâu. Tranh cãi trước đó chưa có hồi kết, mà đến nay netizen Trung lại để lại những comment như vậy bên dưới bài đăng của Kim So-hyun, càng đổ thêm dầu vào lửa, thổi bùng lên cuộc khẩu chiến quyết liệt giữa netizen hai quốc gia.